Xin chào tất cả các bạn nhé. Khi các bạn dùng điện thoại, đặc biệt các bạn dùng điện thoại iPhone mà các bạn không nhận được những cái thông báo từ những cái ứng dụng ở trên điện thoại iPhone, mặc dù các bạn đã bật thông báo rồi, thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách các bạn có thể kiểm tra cũng như là khắc phục cái tình trạng này nhé. Rồi, để biết được xem điện thoại của các bạn đang có bật thông báo hay là tắt thông báo từ các ứng dụng ở trên điện thoại mà các bạn không nhận được, và các bạn kiểm tra xem cái ứng dụng nào các bạn không nhận được thông báo nhé. Mình lấy ví dụ như các bạn vào một cài đặt của máy này, sau đó các bạn di chuyển xuống vào mục thông báo của điện thoại nhé. Đấy, các bạn ví dụ như mình sẽ đến cái phần Facebook này. Đó, như các bạn đang nhìn đây, cái ứng dụng Facebook của mình đang tắt thông báo nhé, thì các bạn hãy bật lên như thế này nhé. Và tất cả những cái ứng dụng khác các bạn cũng thực hiện một cách tương tự nhé. Những bạn nào mà không nhận được thông báo từ ứng dụng nào thì các bạn sẽ di chuyển xuống cái ứng dụng đó, các bạn chọn vào. Nếu bạn đang tắt thông báo, các bạn hãy bật lên như mình đây. Tiếp theo này, những cái thông báo kiểu màn hình khóa này, đấy, trung tâm thông báo này, biểu ngữ này, các bạn hãy bật hết lên nhé. Có những cái kiểu thông báo nào thì các bạn hãy bật hết lên. Và tiếp theo, trong cái mục âm thanh, các bạn bật lên nhé, biểu tượng các bạn cũng bật lên cho mình. Đó, âm thanh và biểu tượng các bạn hãy bật hết lên. Đó. Và trong cái mục là giao diện màn hình khóa này, thì cái này nó sẽ là có hai cái phần là hiển thị bảng xem trước này, khi được mở khóa hoặc là không nhé. Các bạn sẽ chọn là luôn luôn hoặc là không. Thì cái này sẽ là luôn luôn ở đây thì nó sẽ là mặc dù các bạn mở khóa hoặc là các bạn khóa màn hình ấy thì cũng sẽ hiển thị cái nội dung. Đấy. Còn cái phần là khi được mở khóa ấy, thì khi mà các bạn mở khóa thì mới hiển thị nội dung thôi, còn không nó sẽ có biểu tượng thôi. Hoặc là các bạn chọn không như thế này nhé, không là không hiển thị gì cả. Đó, không hiển thị nội dung gì. Đó. Rồi, đấy, thì các bạn sẽ kiểm tra cho mình những mục thông báo trước nhé. Và tiếp theo trong cái mục dưới này, nó có cái phần cài đặt riêng cho từng từng app ấy. Ví dụ như Facebook này, Messenger này, đấy, đây này, quản lý thông báo này, các bạn nhìn nhé, của mình đang tắt nhé. Mặc dù có ngoài thông báo chung của mình nhé, mình đang bật rồi nhé, nhưng ở trong cái mục cài đặt thông báo của điện thoại ấy, trong trên app ấy, đấy, mình đang tắt thì các bạn phải bật lên này, này, tắt thông báo này. Và ở phía dưới những cái phần là nhận thông báo về này, mình lấy ví dụ như phần bình luận này, thẻ này, lời nhắc này, đó, thì các bạn phải kiểm tra xem các bạn đã nhận theo cái cách nào nhé, và có hiển thị ở ngoài không nhé, để tất cả những cái phần này. Đấy, đấy là cái phần là cài đặt ở trong cái phần thông báo ở trên Facebook này, hoặc là trên Messenger này, hoặc trên Zalo, các bạn cũng thực hiện tương tự nhé. Rồi, tiếp theo nhé, các bạn sẽ trở ra phần cài đặt này. Đó, các bạn sẽ đây, các bạn sẽ quay trở lại cho mình cái phần là cài đặt chung của máy tiếp theo nhé. Đấy, các bạn chọn cho mình là cái phần là làm mới ứng dụng trong nền. Đấy, các bạn chọn vào. Đấy, nếu bạn nào mà đang tắt cái phần này đi nhé. Đấy, tắt cái phần làm mới ứng dụng trong nền này đi. Đấy, các bạn hãy bật cho mình là bật lên nhé, bật cái phần làm mới ứng dụng lên. Tức là các bạn chọn cho mình là phần Wi-Fi và dữ liệu di động. Đấy, để cho cái thông báo nó không bị lỡ hoặc là không bị gián đoạn nhé. Đấy, cái phần làm mới ứng dụng trong nền này các bạn bật lên cho mình nhé. Đó. Rồi, tiếp theo các bạn sẽ quay trở về phần trung tâm điều khiển. Các bạn, nếu mà các bạn xem cái phần là không làm phiền này này, không làm phiền nhé. Đấy, có đang bật hay không nhé. Ví dụ của mình đang tắt nhé. Ví dụ các bạn đang bật này. Đấy, không làm phiền đang bật như thế này. Thì các bạn cũng không nhận được thông báo đâu nhé. Đấy, bởi vì nó sẽ hạn chế những cái thông báo gửi đến cho các bạn. Đấy, chế độ không làm phiền các bạn hãy tắt đi nhé. Đó, tắt như thế này thì mới nhận được thông báo nhé. Rồi, và cuối cùng nhé, nếu mà các bạn thực hiện kiểm tra những cái phần thông báo trên điện thoại các bạn bật hết lên rồi ấy, mà các bạn vẫn không nhận thông báo nhé, các bạn hãy đây, các bạn hãy khởi động lại điện thoại của các bạn cho mình nhé. Khởi động lại cho mình. Đấy, bạn có muốn khởi động lại không? Các bạn chọn khởi động lại. Đó, để cho những cái lỗi hoặc là những cái app ứng dụng nó đang bị lỗi thì nó sẽ được làm mới lại, khởi động lại để cho nhận được thông báo nhé. Thì hy vọng với các
cách khắc phục mà mình vừa nêu vừa rồi thì sẽ giúp cho các bạn, những bạn nào đang dùng điện thoại iPhone không nhận được thông báo hoặc là nhận thông báo chậm khi các bạn nhận từ những cái ứng dụng ở trên điện thoại nhé. Nếu các bạn thấy video hay, hữu ích thì nhớ hộ mình một nút like video, đồng thời chia sẻ video cho mọi người được biết nhé. Cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong video gần nhất của mình nhé.